Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với Hằng Hồ Channel. Ok mọi người thì cũng không biết nói gì ta. Tự nhiên cầm máy quay lên cái mình thấy cuộc sống nó vô cùng nhiều màn trôn đúng không? Thì bây giờ á mọi người, mấy đầu chày nó mới đi nhậu nhiều hôm. Mà tới bây giờ nó ngủ, tới giờ nó chưa có dậy. Nhậu 3 giờ sáng. 3 giờ mừng. Thì bây giờ á Hằng với Bình tính vô thấy thằng Mẫn với thằng đó, nó nèm nó ngủ ôm nhau ngủ, mà tự nhiên chợt cái thằng Bình nó nghĩ ra mà cho nó kêu anh Hằng hay là giờ mình cho anh hai đều chạy đó có mà giờ con sao, mà tự nhiên Bình nó đưa ra một ý tưởng mình thấy cực kỳ hay mọi người. Thì bây giờ Hằng đã gọi thằng Quốc với mấy anh em rồi, là mấy anh em đang chạy xuống thì Hằng với Bình sẽ đợi tụi nó xuống và phải đeo màng tro nha, mọi người hãy theo chân mấy anh em mình nha, let's go. Giờ lấy kêu mấy kéo đi. Má nó mấy thằng buồn nó ngủ. Má cha nó nãy nó nhậu 3-4 giờ sáng mà giờ dậy kêu nó nãy giờ nó không dậy. Ê ê. Chú à chú, có cái em, kéo không? Em. Kéo gì dữ vậy? Em cho anh mượn kéo chút nha. Chứ vậy? Thử, anh làm công việc riêng chút. Đi bên, đi bên. Kéo này nó bén vậy. Thôi cỡ mẹ nói, làm đại đi. Thằng buồn nó chịu chứ mày. Im nó nhanh nhỏ. Ngủ say này anh này. Có nãy giờ em kêu nó không có dậy. Mày đi mày tắt điện thôi chứ. Sao đâu, hồi nãy giờ em kêu em giật có dậy đâu. Mày mất ngủ trước mày. Học chắc ngoại tụi bay hết rồi. Tụi mày. Anh Hằng chung vô luôn quay cho nó rõ em cách nên gì nữa. Rồi mổ vô. Mày nhảy tay tao chứ nó nghe. Mày tụi mày. Quý làm. Anh Bình. Anh cho nó dùng cái áo mà nó mặc mày cái áo. Dậy mày. Quá nó dậy nó khóc đồ đến nó uống anh luôn á. Em là em sợ nó lắm á. Mày sao mày cho gì ác chứ Huỳnh. Má mày nghĩ gì mà trôn như vậy. Em phá nhất lấy vụ cái cách này á. Mày coi cho mày coi cho mày cách trúng cái già nó á. Thình. Cách trúng cái đầu vú. Ui chùi ba con heo chứ độ mẹ đây mày ngừ cái gì bay. Ngừ cái gì dài mày. Anh nhậu gì hay là mày cách luôn cái quần nó cho ai Bình. Ai người đó nè. Lon. Ừ. Nó không có đồ tàu lắm anh ư. Chứ bữa mua cho nó, anh mua cho nó 7 bộ rậu. Không, nó không có đủ tết nữa mặc tàu. Chứ, quả chứ 7 bộ đó nó mặc tết được rồi mà. Dài nữa tết tao đi mua nữa chứ tiền quần mình. Thôi khí mắt mình hơn. Các bạn, theo làm cho nó kịch liệt hơn nữa, mình bỏ vô túi mặn này. Đó. Tao ác chứa mặt mình. Còn cái tiền quần đi nữa. Ở nhà bán cà phê ở cũng đi theo vô chi mấy anh chơi gì. Mặn mặn hư quá. Dẫn theo làm đỡ em nhậu. Thôi lẽ đủ lẽ bước ra thằng Quân. Nhìn cái đây mấy bạn thấy giống gì không? Giống gì vậy mày? Ui trời nhanh đi Bình ơi. Từ từ. Chứ nó dạy nó uống tiếng mẹ luôn á. Sao đâu ngủ. Anh dễ tiếp. Đi mày mày nó đặt một cái camera trong đây rồi một cái mình cầm ra chứ. Anh bỏ một cái lại đây. Thằng Quân. Thôi đúng hay nha. Má gì vậy? Tôi tưởng mày ngu lắm mà thằng Quân. Few inches later. Nhìn mày. Đúng như vậy. Ra mày. Tao làm biết nè. Ví dụ là ai cắt áo mày? Đâu phải tao. Đâu phải tao cắt áo mày. Đồ mày thằng nào chơi đây? Cô. Mày cái gì mà cắt áo nó mày? Đồ mày này chứ, tao không có cắt áo. Coi đứa cái đứa cái kia. Tao ra đây. Mê chết rồi. Tao mày ngủ mà kêu mà đi. Trời chết được. Dù gì nữa đây bay. Gì vậy? Chứ mà áp ngày bị sao vậy? Ú mày bây giờ ăn lên vậy. Được.
Bây giờ ai cắt áo lại vậy? Đồ men chào cái kêu nẻm tay tao. Mày cắt cái không? Mày cười. Đúng rồi, ai cắt? Mày cắt cái không? Cắt áo cho em mới ngu vậy mà. Đồ men. Mời vô chơi. Còn mày nó quấn tao vậy, nó biểu tao, nó nói tao cái kế ông nào trong tay mày có bao không? Kế ông tay tao. Em ngu tối giờ mà em biết vụ gì. Chô à. Dưới này, cứ làm trò vậy đi. Mày tao chơi tao mệt mà tao có biết gì đâu. Mà cái nào? Em ngủ tối rồi em biết người gì đâu. Sáng dậy mấy giờ? Mấy mà chết nữa. Đừng ngồi tối em giục nó hùng chứ. Được, mày trời le gì mày? Mà sao kêu con tì tào? Ngủ tao ngủ với tụi em mà giống như tụi em mà sao giờ kêu con tì tào? Biết cái hồi tối thấy giờ còn là lại ngồi đây giờ vậy. Được, mấy anh nhậu như tật cố vô bây giờ về về. Đụng mày anh. Chứ gì vậy? Ông mày, ông có kết không? Anh kết cho ai? Đụng mấy mai nữa. Trời giờ, mẹ em ngủ, em ngủ, xem ngủ tới giờ em chạy. Thì anh kết cho ai? Mẹ lường ngủ á. Mẹ lường phải không ạ? Mà có kết không? Anh kết không? Anh kết cho ai? Mấy ông kết không? Nghe gì mày? Mấy hết ngỡ không à? Mình mới cũng vậy, mình cũng biết. Mẹ nè, tao giờ tụi lấy áo rè cho hồng nó giết tao. Bụng mẹ kêu là tụi tay tao đây. Mẹ nè, tức chưa. Anh kêu nhà cái. Cái ê, cho kêu nó hồng tay anh. Mẹ nè, tao nó ép dưới về đổ mà đổ mít. Nam nam, tao lấy mày nam hôn, đổ mày chỗ lăng của tao nam. Mẹ nè, tao có kích đồng mà. Chỗ lăng của tao mà. Mẹ nè. Đụng mấy ai nó đâu kích cái áo mày đâu mà bây giờ mày lấy đồ lan tao phê vậy mày. Mày mẹ à. Đồ này mày trời le đây. Thôi nào chung 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 thì cái gì nói chứ đụng mày chỗ lan của tao mày quên. Đụng mày trời cái chất nữa tao á. Bỏ chỗ lan xuống rồi nói chuyện tao nào chứ đụng anh em tao đâu có cú ý tao đâu có làm đâu. Cô. Dạ. Ủa gì la ô ô mà lúc ngủ mày có cái áo đó mày. Sao cái cái không phải tao cái nào nào. Bè người cái bè người ngủ mà cái kéo trong tay anh em mày giáo gì đâu mà tao có cái đâu mà cứ lỗ vậy. Sao vậy? Ủa nó gây đâu mà nó lần nào sắp cái không? Nào con cái này là cứ nhịn mượn tao cái gì mày. Rồi, nào mày mày coi nào. Rồi rồi vô mày áo rồi làm gì vậy? Trời ơi, áo của anh. Cái làng vùng Nam mà coi cái đồ đó sao anh bắn? Tao đâu có cái chẳng hết. Anh còn tiền ông ta mới nha. Anh còn tiền ông. Anh còn tiền ông. Tao còn có mấy chục đây này. Ui thiệt ông á, tụi lấy cái quầy tụi quay cho người ta biết ông như thế nào đúng không ạ? Còn tiền ông? Chứ em ăn trời gì vậy áo? Ăn trời gì mày đồ ông ngoãn, ông hiếp dâm mày sao vậy? Ông áo, ông cánh cái áo lòi cái... Tao cũng quay, tao cũng kích đồng. Trời mày. Mấy thằng nào tao đụng mẹ chi quá tao. Trời dễ không? Mày cái mẹ tao giỡn tao chứ ai trời nữa. Anh nghĩ tao giống mấy thằng trời nữa mày. Ờ, bữa mày dắt gớ mày ấy mày dí ổng cái nữa. Ông thu mày rồi, tao nói mày may á. Trời. Em biết nó rồi, nó mẫn tục huyết áp mà giờ nó cao áp lên em mà nó đồ, cao áp trời ơi trời gì ông không có gì đâu anh Nam. Áo quần gì vậy ông? Nè ông thu mày nè. Ủa mày làm cái ba là sao ông Nam? Trời ơi mẫn. Tụi mày hết chuyện giỡn hay sao vậy? Cứ này làm nó đụng mày chí với tao hay sao? Tôi quay lại cái ông mẫn cao áp đây cho mọi người coi nha. Mà nhìn vậy tao quay mày. Mày cứ quay luôn. Bạn lẽ bạn. Giờ sao Nam? Bây giờ nó cắt trước cắt sau giờ sao? Mày gọi ngoắc xuống thôi Bình. Nó kêu đang xuống. Đợi mà đợi mà hàng để đưa mày. Mày gọi xuống rồi từ tàu có hay không? Alo ngoắc. Tới chưa? Nói ra sao luôn. Rao. Anh sau đây nha. Đó, mày thấy không? Mày... lần đèn. Quá mà gọi anh quát tới thì thử nó làm chứng tao qua cái không? Tụi thiệt ông mở cho lần đèn quát xuống là nó ghét ông luôn à. Ông tao cao nào? Mặt quá. Nhìn dài bay. Mấy thằng nào cái áo đè lúng lỗ chỉ rồi tao. Nhưng mà tớ mới gì tự nhiên nó cái áo em lên lấy chậu lan nó làm gì? Mày tớ mày đập vậy? Tụi mày thằng nào cũng xen như nhau.
Không, nhưng mà tôi nghĩ nó xì hơn ông ạ. Không, mẹ thằng nào cũng xì hết mà. Em nói nha, không, em nói thiệt cái đây. Lỡ nhiều lúc có ghét cái trời, cái đồ nó vậy. Dù vậy? Má hờn quá, quất bàn tay mình xuống luôn lừ. Ông quất, tôi nghĩ ông là người đàng hoàng chính tự, công bằng. Mày nghĩ sao rồi? Dạy ông. Cái áo tôi ngủ, nó xì ngủ tùng. Nó chơi từ tôi. Do ông đó, do ông bữa giờ ông thù nè. Ông thù ông bữa, dụ ông bữa. Tao lại đi. Từ từ đó coi lại cái tình hình này sao chứ, tụi mày kiếm chứ sao. Tôi nói ở thấy ông quắc luôn, tôi quay video để cho người ta biết ông Mẫn này. Đúng mày cái nào. Nó khổ mà nó không có. Tao chứ. Con gà ơi. Thì em tôi là nắng nghèo rồi, ông cái áo đó tiếc biết vậy. Trời ơi lỡ. Ui mày có tao coi thử chứ tao ai cái quay. Mày xí đồ đó mày. Mẫn ơi. Đục ma lưng, tao giết ông. Tao không có nha. Chứ vậy bây. Giờ thâu mày cũng nhập nhập nó mày. Thâu bỏ nào. Mình giao cái bố ấy. Quy cửa phật này tớ tốt rồi, hiểu không? Đúng, trời ác dữ vậy. Tao mày thế mày. Thì cậu làng tao, tao không có cái áo mày mà. Điều như nó đập à. Anh còn tiền không cho em mượn ít chục vậy? Ủa giờ này còn mượn tiền nữa mày. Không, em đang bị kẹt tiền. Em kẹt tiền. Chứ tự nhiên mày mượn tiền nó chứ. Đụng mày kẹt tiền. Quá. Trời sao đâu mày giấy nữa cho ông chứ ai nữa. Đúng rồi. Quá quá ông mở. Trời ơi vậy là đây bằng chứng nè. Anh cách nè. Chắc trời bỏ túi rồi. Đầu chân bị tao vậy. Thầu mặn ơi. Không. Nói thiệt là giờ Nam bây giờ cái đây nhân chứng vật chứng rõ quá đi mà. Đây này. Dài mà kia không phải nữa. Chết tao rồi. Thầu cái bây giờ ông cháu nữa. Tao vậy đi. Ông xử lý ông người công bằng chứng. Mới vô tôi biết cái vụ gì xử lý đi sao. Thì thằng mặn nó kết áo Nam. Thôi đền áo bây giờ sao. Xin lỗi đó. Mấy tao không biết đó nha. Thôi bây giờ dài tôi nói xử lý nhanh gọn nhất. Để thôi giờ ông món lỡ cái đâu. Mà lo mà chọn cái chậu lan là đẹp nhất mày lấy cái gì vậy? Đâu vậy rồi. Mấy là tao lại mày đó, tao không có kích mà. Thì ông không kích thôi mày lên mày lấy chậu lan đi. Rồi vậy thôi, đưa im nó là nó lấy chậu lan hay gì à? Đủ mày lan mà có cái cao đâu chịu chậu lan. Đó giờ coi mày lên mày lựa chậu nào mày lấy một chậu một. Lấy một chậu thôi anh. Nó lấy cho mày đi đâu? Mày ai kích vậy? Ông kích cho ai mặn kích kìa. Mấy gì? Lên trời đây. Tao không có kích mà, đúng mày, chỉ đưa tao vậy. Tao không có mà, đừng chỉ đưa tao, tức không? Tức chứ vậy, đụng tao ngọng chứ. Nhưng mà ai kích chứ, ông biết ai kích không? Ông kích chứ ai kích. Đụng mày tao biết rồi, ông nói gì nữa. Mà sao cái kéo thằng Nga mà, ông nói gì cái kéo trên người ông rồi. Bây giờ giấy dụng ở trong người ông, bây giờ ông giải thích sao? Mấy tao không biết sao mà đụng mày trong bị tao lại có giấy mà trên tay tao có kéo. Ông nghĩ sao quá? Ông tin được không? Biết đâu tôi mới dù tôi hiểu gì đâu không? Ông hiểu đem ông giả đỡ ông. Mẹ nó. Quá. La nhiều tiền em mất đừng chết đâu quá. Bây giờ bà điện nữa đây. Dạ điện con chứ. Alo. Thôi coi. Giờ Nam giờ sao? Tôi điện cái áo cái quần gì? Tao nói mày sao? Cái não mày đỡ đâu quá. Mấy người ngay trâu này cho mày đó. Ông rảnh quá tôi trời còn mình rồi sao? Mày giải quyết sao? Em thấy là anh Mẫn đùa quá. Tao lúc đầu đúng không? Hay em đưa tiền mua lại áo khác đi. Thôi đi. Không có tao mà đi. Thôi bây giờ chốt rồi. Đấy Nam đem ở đây giờ. Đấy mày ăn cất nào cất. Đúng không? Rồi, đúng rồi. Chứ sao mày ăn cầm mà mày làm đây? Làm của tao mà sao đi lấy gì bây? Móc này đây nè. Móc này đó. Đâu đi về. Đi về. Đi về. Đi về. Tao giải được rồi á. Đùa. Không chứ. Đùa. Tao lấy cho tao chậu cái Nam. Đùa ngoài làng của tao mà. Đùa cho chậu cái Nam. Mày lấy là chậu không có làm mà. Nó chọn chậu đây. Cho tao chậu nè. Cho tao chậu đi. Chậu đấy lấy đi. Quả Nam. Em lấy sao ba chậu giữa Nam. Có lộn không? Quả tao nóng nói gì hả chạy Mẫn. Đùa mày tao không có làm mà tao chịu ba chậu làng này mày. Đùa ba chậu. Biết nhiêu tiền rồi. Chết mẹ rồi giờ sao? Nam giỡn tròn ổng chung kia mà làm gì mà lấy ba chậu lan ông mày. Đi vô đi ông trả ông đi. Mày bữa nay mình làm tròn ổng cũng đỡ tặng áo cho anh em vui mà. Đi nghe lời anh nè. Giỡn trời chứ đây em mày cầm đi cho cho em. Cái vụ gì nữa vậy? Thôi trả lại với ai nó mà lấy nhiều. Mày tao không có làm mà đi chí rồi tao. Tôi biết rồi cho đồ mà tôi biết chơi nên tôi mới giỡn. Không mà tôi nói đâu. Đây Nam đây ông đó Nam vô vậy biết. Thằng Nam á nó muốn ông á. Là hung vô cái đây 100 cái là nó không lấy chậu lan. Mày điên nghe. Tôi nói làm mà đi hung. Nó nói anh Mẫn là hung vô ở đây 100 cái chứ không thao lợi lầm lan gì hết. Thao lợi chiều nay nó chở ba gác vô chở gì hả? Bây giờ ông có hung không? Nam, không hung thì em cầm lan giờ dây đầu. Đi đi nè, cầm giờ. Có hung không? Đụng mày tao không làm mày ép tao dữ mày. Ông ấy là sao tao không cho mày ngủ chung mà. Em hung thì đổ không cần. Không có gì hết đâu. Đấy. Chủ đổ làm hết vậy. Chủ trời ơi. Quý của ba. Mày vừa phải thôi chứ. Quý ở đâu mày? Tao không làm mà nó bắt tao sao rồi bắt nào. Anh hung rồi. Mẫn tôi biết là từng ngày lý gian thọ hung mày cho nó lấy lan ạ. Thôi đừng quen nghĩ sao tao không làm mày bắt tao hung mày. Giải thông Nam lấy lan nhiều quá đi thôi đi. Mình giải quyết xong chưa hết mà. Đây ông hung. Không 100 cái đâu.
Hùng gì có ở đâu mà như hùng vợ vậy? Không tao hùng của bồ á, con bồ không sao tao vậy? Tao mấy quầy, tao ghét tụi bây à. Có, cái đây là do là anh làm là phải chịu sai mình sai mình nhận, mình đàn ông mình không mấy nữa. Mình chẳng mấy bây đi gì hết nha. Tao hùng một lần nữa mấy bây gì hết. Thôi bình bình, thôi em dân nam được xuống dưới, đó đó là ông canh cho. Thôi, mấy anh em xuống 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 dưới rồi do chuẩn bị nước non rồi. Thôi mặn, thôi mày mặn. Tôi tức bạn, đồ mấy mình không có làm mà nó chỉ thương mình. Nhưng mà làm sao tôi biết ông có làm? Giờ tình ngay Lý Giang mà bây giờ ông tê cầm kéo. Tôi thì do cầm mấy gia dụng mà bây giờ ông nói ai? Mẹ tôi chứ nó ngủ say như nhau mà thằng nào cũng mấy mệt mờ. Ai biết ông thầy ông? Anh thằng nào dở. Cũng ông nữa. Như tôi có làm gì ông đâu. Mình lớn rồi mà bạn. Không mỏng mỏng. Thôi áo đây của tem Lý do tặng cho mấy anh em mình mà trong Mẫn là một thành viên nên họ tặng Mẫn đây. Đấy, đẹp. Vải này là hàng cô tông 100% 4 chiều co giãn siêu co giãn luôn nha. In này là in một cái nữa. Mà rồi mày tặng quà mà cũng đâu phải dùng cái chiêu đó đâu mày. Thử mày có nghề tụt với áp chứ sao? Vậy thì bây giờ anh em bây giờ quý ông tặng cho giờ sao đây? Hai cái anh tốt nha, hàng đây là hàng xịn, hàng phản quang nha. Rồi trên thị trường nó 200.000 một cái. Thôi thôi. Tao mày thử nha. Sốt chân lý, sốt chân lý. Nếu đẹp tao báo qua còn không là tôi đuổi đi hết. Sao không đẹp? Ông phải cấu áo nào mới đẹp chứ. Hàng xịn mà không đẹp nậu. Cô tông 104 chiều mà ông giỡn cái mèo con cá không mày. Một cái đâu? Không, hai cái, cho mượn hai cái. Quá tuyệt vời. Lần sau trời tao nữa tao. Đồ áo đây được nè. Đẹp nè, xin ông. Đẹp nè. Đồ y bài. Đây, một cái màu đen nữa của Mẫn đâu. Đây rồi. Ê, y bài. Thầu nó giận vui nha Mẫn. Ý là máy này mình làm. Trời ơi, mày làm vô đây đi. Vô ngầu chứ quất rồi. Quất bằng tay nha mình đi. Quất bằng tay mà gặp Mẫn mà nghĩ là ý rộng. Đồ như nữa. Mấy nó gặp mỗi lần gặp muốn lò. Thầu quất được một cái nữa. Nó nhìn mà tao mệt quá. Không, ý là quay video cảm ơn người ta chứ người ta tặng áo mà. Ngon, đâu, ok. Cậu giờ hai cái dặm nữa bạn. Hai cái áo hay dặm gì nữa. Ok mọi người, xin cảm ơn mọi người đã xem video này nha. Nếu như ai mà có nhu cầu mà mua áo hàng xịn đó, áo phong hàng xịn thì áo cô tông 4 chiều luôn nha mấy bạn. Sốt chân lý nha. Ok, xin chào mọi người nha. Bye bye. Bye. Hàng cô tông 4 chiều nha, hàng này hàng xịn. Hàng này là đồ bán mấy cái shop lớn á. Nên là hàng này rất là đẹp. Cảm ơn anh nha. Ok, vui vẻ nha. Áo đẹp nha. Dạ. Mấy anh ra làm video vui và thấy anh em thương quá mọi người. Ok nha. Dạ. Để mới vui vẻ. Dạ.